Ok anh em ơi, video này ép vào tay anh em. Ép vào tay thủ lý anh em. Ui gì giờ, giờ ép luôn hả? Ừ, giờ ép luôn. Đúng rồi. Anh kia bám thủ duyên mất tiêu rồi. Nó bán nhiều bình ạ? 65 xu anh ơi. 65 xu một bình. 65 xu một bình đài. Giá 1.5 giá 1.2 1.25 hiện 3 là cái nào nè cái trắng đâu hiện 3 1.3 ok đây mày số bình Phú Dương đại rồi ép vào tay anh em ơi, chờ hàng này cũng đã khá là lâu và bây giờ anh em mình cùng trải nghiệm vào tay nha anh em. Đó khá là may mắn là mình nãy giờ mình ra Phú Dương cũng được nha anh em, để ép xong vào tay này cũng dư khả chán hơn anh em, chắc chắn dư rồi, số bình dư rồi chắc rồi. Liên quy không. Mình ép cái kiểu Phúc Dương tiểu đi nha nè. Ok chưa? Không ép thủy tính đúng không? Đúng. No. Không ép thủy tính sang rồi cho hai viên trúng. Mà vấn đề giờ kiếm đâu trong phòng thủy tinh để ép đây. Vấn đề giờ kiếm ra thủy tinh để ép đây nè. Không có thủy tinh. À phải rút 7 tiểu, rút 8 tiểu luôn đi. 8 tiểu ra là sao có mấy chục bệnh. 7 khai ơi, không 8 nha, 7 7. Bảy vậy? Là không quan trọng hay là quan trọng không? Hả? Không, đừng lý quý. Trang rút hai bên tiểu, hai bên trung lý, đừng có gặp kiểu đấy. Rút thiên tình 1 nè. Đâu? Hút sao 1.4 hay vậy? Úp lại coi. 7 ấy là cứ 7 nha, muốn nhiên tiểu vậy? Mà mình đỡ lẻ hay đỡ chồng lên? Chồng hả? Á đồ. Bí kiếp đâu ngon vậy? Ok, khai thử nha. Khai đi lấy ép dòng sinh lực đầu tiên rồi nha anh em. Đấy, như anh em nói 7700 rồi đúng không? Khai lại đi xem. Đang like YouTube nè. Đây like này. Rồi, tự nhiên dòng cuối ngon vậy. À, mình sẽ lấy hiện 1. Hiện 2. Và ấn 1 hỏa. Ấn 2 hỏa. Đâu tầm này thì tên mua game đâu có mà mua anh em. 24 ạ. Ôi Lý Quỳ lúc nãy là rút 4 tiểu đập 4 tiểu vậy luôn hả? 7 tiểu rút 7 tiểu đập 7 tiểu vậy Lý Quỳ. Ừ, sinh lực năng lực đó. Sinh lực cuối cùng đó. Ừ. Nào. Bỏ bên phương diện chỗ nào? Bên phương diện chỗ nào? Trên cùng. Trên cùng à? Sát cái dần sát cái chỗ hiện tinh hả? Mà bên phải bên trái. Bên phải. Đó. Ok bên phải. Em thử nha. Em thử dòng sinh lực nha. Nè, hiện tinh 1 nè. Hiện 1 đúng chưa? Sinh lực 1.54 nè. 7 tiểu này ok chưa? Vô. Vô tay nha nè. Biết mắt hay không đấy. Thấy độ sao giờ đơn giản hay dữ ta. Thôi nhảy thành cái. Không, nếu ý khai nếu khai nhảy thay nhá. Bạch đợi em rơ phô hết rồi. Ừ? Anh phải phô hết rồi nhảy thay. Thì đường nào cũng vậy. Giờ cũng để, giờ này anh đi lòng tâm thiên quay lại. Ok chưa? Khác gì? Đúng chưa? Đó. Giờ anh đi qua thành khác tiếp. Trải nghiệm anh em đủ. Đó, thấy chưa? Rồi. Thương Dương, ok chưa? Thì sẽ ép hiện tinh 1 à? Hiện tinh 1, 7 phương viên tiểu. Cũng bên phải luôn hả? À? Hay giữ ta, 19x hay giữ ta. Auto trên 8, auto trên 108. Ok, auto trên 8, nghe anh em thử rồi. Đây anh em. Phần chốc 7 luôn, ở phần chốc 5. Này lấy quyền phần chốc mấy? Phần chốc 6. Trời đủ phần chục sáu thì mình chẳng gì chơi. Bằng chục năm sao chơi ta? Đủ kiểu này chẳng chơi bình đại hay sao ai? Đủ dòng 1 thì phần chục năm gơ vậy? Ừ, cái này giúp được anh tình 2 chứ, rồi tình 1 là banh đấy. Thế mình ha, có thêm phút dân đại đâu ta? Đủ phần chục năm à, áo dữ. Giờ mới đợi nè. Rồi. Hử? Trời ơi.
chung vòng 1 em nghĩ nó cũng dở lên thôi, vấn đề gì. Mà mình sợ quá mình đưa hiện tình 2 chứ còn hiện tình 1 nó gì vậy? Gì vậy? Ủa nó kêu thiếu tiền á, đầu sao lại thiếu tiền ta? Không lên cái đầu anh về ra mà chặt. Không lên lái đầu em mà chặt à? Rồi anh phụ đề. Ok. Trời, chết lên luôn á. Vậy có Dương Tiểu bên phải luôn đúng không? Hồi đúng rồi, tình 2 nữa. Ok chưa, hiện tình 2. Mình làm chục bạch cho bang nè. Không, đây 180 bữa. Đủ 143 thôi chưa? Đơn giản đâu. Đó, như em nói đồ cấp 10 khó lên hơn cái đồ cấp 1, em thật nghĩ cũng đúng ấy. Tại vì áo quốc ly quỳ mà có 5 thị tinh lên 24 kim quá nhỏ. Quá hay thiệt. Thiệt cái chứ. Em thấy không? Rớt liền thấy chưa, xem lên nổi thấy chưa. 143 không sao. Giờ là nghiên cứu khải ép dân phòng thủ rồi nè. Suốt 3 dân tử rồi nè, 1k8 rồi. 3 dân tử viên 600. Thối mình 200. Thối mình 200. Phôi mắt chứ, tầm này phôi tìm không có nè. Bao tay phôi tìm không có. Sạch xu rồi, để đi đổi. Đi đổi nè. Ok nè, mới vô 3 điện tử, rút anh em ơi. Rút thì Khải sẽ 2 tử. 2 tử full đại. Full 6 bên đại. Full tử cho nè em. Lấy vào dòng phòng thủ lấy gì nè. Cố gắng phòng trực chính nè em ơi. Phòng chính mới tự tin được nè. Phòng tin 3. Ống 1. 2 tử full, full đại. Dòng phòng thủ và chơi full đại nè. Đủ cố gắng phòng trực 8 và phòng 9 rồi đẹp. 2 tử. Phòng tin 3. Ống 1. Phôi 14. Hai tự phun đại lên phần 9 đi, 9 cho tự tin nè. 9. Ok, 8 thì tỷ lệ 90%. Rồi cố gắng kiếm 7 viên thủy tinh nữa nó đọc nha nè. 7 viên tinh nữa đọc vòng phòng thủ. Nếu mà 8 được vậy. Mua thêm 10 bình đại nữa nè mày. Thế được đâu. Giao dịch tiểu đi, tính ra 500 điểm, 50 bình giao dịch bằng 50 đại thôi, khác ở đâu. Phần chất thấm gì, cấp 8 được mà, phần chất 8 được mà, 8 được mà. Kiếm trên vô đang à, màu đây. Rồi, tiếp tục anh em ơi. 4 kim nè. 4 kim mà 7 viên thủy tinh. Chết cậu ơi. Lấy thêm thủy tinh nè. 4 viên. Rồi nha. Đâu rồi. Lấy tới nè. Giao dịch. Giao dịch đi. Còn 1 kim. Tí Khải giao dịch thêm. Còn 1 kim tí Khải giao dịch thêm nha. Khải thiếu 1 đi. Giao dịch. Ông này, ông Đông này kêu ông thao chờ tôi nạp. Ai còn một cục thì tên ông nè. Thiếu bằng 1 kim nè. 3 thì tên 1, 2, 3, 4, 3, 5, đúng rồi. Đọc nha nè. Rồi, full thì tên. Thiếu khoảng, thiếu khoảng 1 kim tí là giao dịch sau nha nè. Tí Khải BM giao dịch thêm 1 nha. Rồi ok, vô. Rồi ok, vô anh em ơi, vô, phòng chất 8. Không có đủ thị tinh nè. Không đủ thị tinh, nên là phải ép xàm xàm thôi. Nói chung là tầm này cũng full thị tinh nhưng mà không được viên tử nè. Tìm viên tử không ra. Rồi, đó, tiếp tục, vô.
cố gắng lên nè, cố gắng lên mát anh em ơi. Ủa mà lại xì buồn, hai dòng sinh lực rớt rồi. Phòng chất hiện tình 3 nè em. Phòng chất táo nè em ơi, cố gắng lên 25 đi. Cố gắng lên 25 anh em ơi. Hai sẽ bỏ 3 tử, 35, 2 lục, ok chưa? Đẹp hả? Nhìn ngay đẹp ấy. 3 tử, 35, 2 lục, ok chưa nè? Ừ, thiếu tử này. Mút lên 25 giùm cái. Hai ba, thôi không được. Hai ba được rồi. Rồi tiếp tục dùng nội lực em ơi. Hai ba được rồi. Hai ba nè. Khó mạnh lắm. Ok, phun thì tên mà lên được 23 là đẹp rồi em. Đừng tưởng 19, 17 nữa chịu luôn. Rồi ok, hợp lý. Tiếp tục. Không có nhận, bật nhận 8 trên 2. Bật nhận 8 mà đẹp rồi. Rồi tiếp tục anh em ơi. Nội lực dùng 2. Thấy chưa, nội lực dùng 2 anh em. 23 đẹp rồi. Tại vì Khải nghĩ hơn lắm được 25 thôi anh em. Chứ không phải như cái đai lưng lúc đầu đâu. Hơn lắm được 25, tại vì dùng 1 nữa. Nhưng mà 23 là ok, nguyện vọng rồi. Nội lực dùng 2. Được, Khải đi tìm nội lực anh em. Ok, đưa dòng nội lực. Khải nói thiệt anh em á, xem vào mô thì tin không có. Nhưng mà mình thì mình chỉ cần trên 2 ít thôi, chứ còn đỡ mà mắt bên thì chắc chắn sẽ đợi full tử rồi nè. Thì nó sẽ được 24-25, cái đó Khải biết. Nhưng mà vấn đề thì tìm không có rồi thôi. Không quan trọng vào em xuôi, Khải cũng đâu phải yêu cầu gì mắt đâu nè. Khải chỉ trên 2 ít là ok rồi nè. Thì nếu mà Khải mà đợi mắt thì Khải sẽ gom đủ 8 tử thì tin Khải mới đọc. Nhưng mà server tìm không có thì tin, anh em phải hiểu vấn đề là server tìm thì tin không có đó. Nên là nãy thấy ra không? Bao nhiêu cũng phải mua. Chứ mà thì tử thì tìm không ra. Thôi đừng nói phẹt, nghiền rồi lè đi. Nghiền á, nói chung là nghiền đọc rồi nè. Chứ còn như anh em nói thì full tử thì ok là 24, 25 là Khải biết mà. Khải ép vài cái Khải biết mà. Full tử thì còn gì phải bàn đâu. Nhưng mà mua tử không có. Nó hên nhau 100, 200 xu mà mua không có nè. Nãy giờ tìm được vài cục rồi nè. Thì cứ đọc cho anh em xem, anh em trải nghiệm cho vui. Chứ còn nếu đợi chắc ăn thì Khải sẽ gom full tử rồi Khải mới đọc. Hiểu chưa? Còn một Khải chắc ăn thì anh em, nếu mà Khải chắc ăn á thì anh em không bao giờ xem được cái ngày livestream hôm nay Khải xong bao tay. Anh em hiểu vấn đề không? Thể nào xong bao tay được, không thể nào xong bao tay được. Nên là Khải ép cho anh em trải nghiệm, cho nên cho anh em xem cho vui. Cho em mượn cái phone trăm mấy này. Lúc này ép bao tay hút 7 tiểu, đập 7 tiểu, mất niềm tin luôn nè. Thôi giờ cứ hút 2 là 3, hút 2 là 3 cho chắc kèo. Hello, thú vui cuộc sống nha. Đủ kênh YouTube đâu rồi, xem đây chơi kênh khác nè. Hôm qua về nhà cũng chơi với ngồi chơi giống già thôi, không có nhậu bao nhiêu đâu, uống vài chai vui rồi. Ok vô nè mày, mất niềm tin luôn nè. Hút 1, hút 3 đi, dùng 2 khai hút 3 đi. Hút 3 đập 4 đi. Tin 1, tin 1 bây giờ mà dứt thôi hả? Tin 1 7 tiểu thôi. Thôi 7 tiểu à, em đừng có 7 tiểu giùm anh gái nữa em ơi, anh sợ rồi. Anh cứ hiện tin 1, hút 3 đập 4 như cũ. Hiện 2 nha anh em, dòng nội lực nha anh em. Anh sợ nè em ơi. Anh làm lần 77 anh thấy to cái dòng 1 sinh lực 142, 143 quá tiếc rồi. Ừ, lúc nãy Khải test rồi nè, nhưng mà không được. Phẩm chất xấu, ok. Di chuyển ngay, đọc tiếp. Dòng nội lực nè. Trong tầm này thì mình không thiết phục duyên, tại vì mình nhiều rồi. Chứ lúc nãy mình test cho anh em xem thôi. Hút 7 tiểu, đập 7 tiểu, không yên thua. Rất cái bạch liền. Rất cái bạch liền nè. Nói chung khá là nhiều nè, hơn 1 triệu ấy. Nãy giờ Khải bay gần mười mấy kiểu nè, hơn 1 triệu ấy. Không biết đâu nè. Tin 1, 4 phút duyên đại nè. Này tiếc phút duyên, bỏ có 70 phút duyên rồi. Tầm này thì cứ rút 3 đập 4, rút 3 đập 4 như cái bài cũ thôi. Auto 18 ít thôi. Còn hút 7 tiểu, 7 tiểu nó chịu anh em ơi. Tùy theo đồ anh em ơi. Nhưng em nói đúng á, đồ cấp cao thì nó sẽ khó ép hơn. 200, thấy chưa? Nó bù lại dòng nội lực 200 cũng được anh em. Rồi làm chậm. Làm chậm dòng ẩn 2. Khải sẽ hút hình tình 2, đập hình tình 3 nha anh em. Rồi hút tinh 2, đập tinh 3. Hút 4 phút viên. Đập 4 phút viên và 1 viên thị tinh.
Rồi phải đi tìm thịt. Ai còn thịt tôm ta? Nợ đông à cộng một kim với lại tờ đồng cuối một kim. Ở quên số xuống. Giúp trở lại em ơi. Rồi. Lên lên bao tay làm 140 luôn nè. Xong lên đảo luôn. Xong rồi. Tung server không có thể tin nha, anh em nói thiệt nha. Đỡ mà lên 25 thì Khải cũng biết cũng đầu là full tử rồi nè. Nhưng mà tìm không có, nó nghiệt vậy. Còn mình thì hiện tại bây giờ thì mình thì 23, 24, 25 gì cũng được. Nên là mình không quan trọng vấn đề 25 này nọ nữa. Nhiều người họ chơi thì phải 25 họ mới sai. Đó. Rồi mượn tôi đâu nè. Rồi, giờ rút rút nè, lấy nè. Rút con tinh 2 nè. Ôi, từ từ em đi tìm cái foil nữa chứ. Rồi, ok, đi ép rồi nè mà. Mình sẽ rút hình tinh 2 cho nó phẩm chất cao nè. Đập hình tinh 3. Này lúc này đập hình tinh 1 luôn hả? Hút hình tinh 1, đập hình tinh 3. Đúng rồi, em tưởng đập hình tinh 1 nữa là sông sắc luôn. Rồi, hút hình tinh 2 nè mày. Mình còn một đúng viên hình tinh 2 thôi. Ấn 2 nè. 4 viên đại nè. Nói chung cái dòng này thì một viên thị tinh này auto lên 40 rồi. Không có xịt được. Bảo đảm em không bao giờ xịt được. Mình đã sợ mình đưa hình tinh 3 là anh em hiểu rồi, không xịt được. Phong độ xuống dưới nè anh em ơi. Ấn 2 nè. À đi phong độ xuống dưới nè. Rồi, mình chắc 8 cái chắc kẹo rồi. 6, ok, 6 còn lên, không sắc được. Đi thành khác nè, dạo dạo cái quay lại nè mà. Bao tay lên 40 nữa là đẹp nha nè. Nói chung là khả, nói thiệt thì cái bao tay này á, Khải ép thì khải ép cho nó tròn vàng bao tay thì còn đỡ. Cái dòng làm 140 dưới Khải không kích được. Dòng 140 dưới Khải không kích được nè. Không thể kích được. Hình như server có một ông quốc chủ có một con bông tiêu và bộ ăn ban giới hạn. Đúng rồi, đúng rồi. Đó là bộ thiên tử anh em. Bộ thiên tử. Hả? Mai hết hàng đúng rồi. Ok. Cảm ơn anh em ơi. Bác với trong bộ rồi nè. Mày quá mình không đánh nữa. Rồi. Rồi. Như mình hay ép thì mình 3 phố viên thôi nè. Rút 4 đập 3 và 1 viên tử. Thôi mình thêm với bình này cho nó bình cho chắc. Đồ kiểu này mình lận thêm kiểu này mà mình không lận 40 là anh em tính sao anh em. Thôi mình không tiếc anh em ơi. Mình full cho nó sợ cho đồ lý quy chơi kiểu mơ hồ quá. Thôi mình sợ lắm anh em ơi. Cái bao tay này mình xuống 30 nữa mình có nước mình bán sốt luôn nè. Thôi, em sợ lắm. Đủ lý quyền chơi gơ quá. Em chơi full phục viên một diện tử giờ nó chắc kèo 40. Vừa cái nón cũng vậy anh lý quyền. Em đủ tự nhiên nón đẹp mà tự nhiên đỡ dòng 30 nhưng nghĩa thì chết luôn. Tôi lòi 30 đấy. Thì đấy, do mình ép chay đó. Thì không kích nhưng mà em cho nó đẹp chút anh. 30 luôn nè. Thôi xong. Đậu xanh, gì vậy trời. Thôi xong rồi, giá trị bao tay của tôi cái gì vậy trời. Thôi xong rồi, đậu xanh gì vậy. Khải mới cười em hả. À, chết rồi. Chết tôi rồi nè, đồ phẩm chất xấu của tôi. Thôi xong, hên là bao tay mình xài sập server nha. Gì vậy trời, đồ chết rồi. À, chịu thiệt luôn nè. 20 chậm vãi nồi. Thì đó. Thì em nói bao tay dòng cuối em không có kích được. Em định không ép rồi. Nhưng mà ép cho nó đẹp thôi. Chứ còn dò ra 20 triệu là chịu chết rồi. Thì bao tay này cũng xài sập server thôi. Chứ vấn đề đâu. Má chịu luôn. Này thì cười em hết cái. Trời ơi. Đủ cái dòng nội lực nó lên chỉ 200 mà trắng dữ ta. Đâu. Chết tôi rồi. À chết tôi rồi. Thôi chịu luôn nè. À xui dữ ta. Hay thiệt luôn em, mình đã sợ mình thêm cho chất kẹo đồ. Thôi, chịu. Biết giả mình không ép anh em, đồ tại vì cái dòng dữ mình đâu kích được đâu. Dòng cứng đường môn mình đâu kích được. Ép đỡ cho anh em trải nghiệm mà tính ra bao tay này bay hết hơn 1 triệu rồi, gần 2 triệu rồi. Má tính ra dòng cuối, dòng giữa thì tốt 10 thị tinh. 8 viên bay khoảng hơn 15 kim, gần 20 kim. Má cái dòng làm chậm mình sợ đen luôn nè. Sợ đen luôn, mình cố gắng bỏ cho luôn nè. Trời ơi, làm chậm 20 triệu luôn. À, cây thiệt. Pha nãy mà nó ra 30 thì bán shop thiệt rồi. Tại vì lúc nãy kêu 30 là bán shop luôn nè. Hình nó xuống 20 nè. Đồ chạy rớt nước mắt luôn nè. Hình là nó xuống 20 nha, chứ 30 là bán shop thiệt luôn nè. Tại vì mình nói là mình làm. Đồ xanh. Thôi chịu luôn rồi.
Thôi, nói chung là quá nhỏ nè. Không ngờ trong bang mình còn nhỏ hơn Nghĩa nữa. Đồ danh. Chạy luôn nè. Đấy, Nghĩa nó đã nhỏ mà nó nói rồi. Nghĩa đấy, mới mốt à, nhỏ quá nè. Bao tay này bay hết hơn chịu rồi nè. Chịu. Thôi lên đảo. Á, à, quá đầu heo 20, không hiểu vấn đề được. Chịu luôn nè. Hết đường. Lý Quỳ vừa rồi Phúc Dương Tiểu lên 40. Đậu xanh chịu luôn. Hết được. Thôi đi rút kim chán nợ nè. Rồi lấy lấy đêm nay ngủ cũng được rồi. À chán gừng cũng. Không thời hiểu được. What the hell thì. À đầu đầu. À, đầu đầu thì. Rồi đi lấy thị tinh rồi. Đầu đầu quá nè mà. Không hiểu được, không thể hiểu được. À, đẳng cấp không? Thấy đẳng cấp không? Một viên tử thủy tinh đậu xanh cộng hiền cộng phẩm chất xấu hiền tinh ba đấy đậu xanh nấu dòng làm chậm không bay hơn 2 kim mấy nữa nè. Dòng làm chậm không gần 3 kim mà ra 20 triệu luôn. À, chịu chịu sầu luôn nè. Ông Kim nói câu hay thiệt, ép thế nào mà ra được 20 luôn, chịu luôn đó. Shop đi tôi ủng hộ 100k. Ừ không hiểu được, shop đi cho tôi ủng hộ 100k thôi ông ơi. Giờ tôi nói 30 tôi mới shop, còn 20 tôi để xài. Tại vì cái dòng cuối tôi không có kích. Tôi mang cái này dòng 1 thôi, đâu kích dòng cuối đâu. Nhưng mà lúc nãy 30 là tôi bán shop thiệt đấy, nói thiệt. Tôi là nói trong miệng tôi là đúng 30, nếu 30 không là 40 tôi shop. Đây ra 20 nha, chứ ra 30 shop thiệt luôn á. Bay hơn 1 triệu mấy anh em, giờ anh em bán shop anh em donate 100k thì cũng không nghĩa lý gì nè. Thà đỡ khải xài nè. Dạ anh em donate. Rút ra màn kém lại là 40 á. Đồ giống như hồi xưa mình hack đồ trong MU á. Thôi lên đảo nè mày. Số mình nhỏ mình chịu thôi chứ sao vậy. Tại vì cái dòng đó thêm thử tinh không bao giờ chặt được. Đồ là 20. Không thể hiểu được. What the hell mày. Đâu 400 luôn á. Chịu luôn. Đồ động. Hơn chịu bao tay nè. Hơn chịu bao tay. Biết đâu. Rồi. Đó, chỉ mình chỉ vì bao tay không phải lên đảo xuống đảo luôn nè. Chịu ơi mới sao giờ. Chết rồi. Nãy anh em nhớ Khả là bao nhiêu sức mạnh luôn nè. Để thấy nè mày. Để xem lại like cái nè. Rồi. Bao nhiêu sức mạnh được hãy xem lại em ơi. Hãy coi lại thằng hãy bao nhiêu sức mạnh này. Nhớ không nhầm là 510 nè. Nhớ không nhầm là 510. 4515. Nhớ không nhầm là 510. Đúng rồi. 4515 rồi. Đúng rồi. Bà Tây ép xịt em ơi, buồn quá. Má, tại vì bà Tây nói là lúc nãy Khải định lên đảo rồi. Thì dòng cuối Khải không định đập. Tại vì đập nó mất 3 kim rồi nè, 200k nữa. Thì nếu mà sau này có xếp hiệp cốt này nọ thì Khải sẽ đi theo vẫn được 120, 150 rồi nè. Kèm 120. Còn hiện tại bây giờ thì làm chậm vẫn 120 thôi. 40 vẫn 120 thôi nè. Đâu khác gì đâu. Tại vì dòng cuối Khải nói rồi không có kích được. Khải định đỡ bỏ đi, bỏ dòng cuối không cần ép. Ai ngờ kêu ép cho đẹp cho ra 20 thằng khỏi ép đúng rồi nè. Thằng khỏi ép là được rồi. Chúng không biết được, 40 thì đẹp rồi. Nhưng bao tay 23 ra 520 triệu luôn. Rồi nói chung anh em xem video cho Khải một like chơi nha anh em ơi. Ít hôm nếu mà ép xem cái đai lưng lại thì Khải sẽ làm video sau cho anh em xem nha. Đó. Rồi xếp đồ rồi nè. 120 chậm và kháng hỏa. Kháng hỏa tôi nhận và dày. Còn khi nào đánh tống kim thì Khải mang nhận chóng 40 vào nè. Nói chung là đánh tống kim giao tranh này nọ thì Khải sẽ mang hội đồng chóng 40. Đó. Bao tay thì lên dòng 1 rồi, Khải đâu có dòng 2 đâu nè. Nhưng mà ép cho vui mà ai ngờ nó là tập. Đó, con vậy thôi. Rồi ok. Đem xem đem cho một like chia sẻ cho nha. Nếu mà đem ủng hộ mạnh thì tiếp tục đai lưng. Nếu mà có ép, nếu mà có thì tin thì Khải sẽ tiếp tục làm lại đai lưng cho anh em xem. Ok nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đâu sức mạnh gì 170 nè em, sức mạnh cái này có 30 thôi. Hôm nay Khải xếp đồ, Khải kích được 31 sức mạnh đó, nên là tăng lại 29 là đẹp rồi. Rồi 510 chuẩn rồi.